Các bạn đang học tiếp với trường sống mình nhé. Tức là hôm nay chúng ta sẽ làm hai việc đấy nhé. Cả lớp 6 này, ngày đúng ngày ha, trong kể ngày phụ nữ Việt Nam nhé, 20 tháng 10 năm 24, cả lớp 6 này. Nội dung thứ nhất là bài tập về phép cộng số nguyên. Chào Đây nào, mấy bài cơ bản như sau. Bài thứ nhất là cộng hai số nguyên dương với nhau, chẳng như là 17 cộng với 35, thì cứ cộng bình thường thôi nhà, cứ cộng bình thường, lấy 7 cộng 5 12, viết 2 nhớ 1, 1 cộng 3 là 4, thêm 1 là 5, đáp số là 5 gì, 5 1. Đấy là cộng hai số nguyên dương, cứ cộng bình thường, thấy không? Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta cộng hai số nguyên âm, cộng hai số nguyên âm nhé. Ví dụ như là âm 35 âm 32 cộng với, có thể đóng mở ngoặc là cộng với âm 14, được chưa? Ok chưa? Ôi lại còn bật quạt nữa, chết chết đấy. Hai điều hòa bây giờ còn bật quạt gì nữa. bình thường mà thầy ấy. Được chưa? Nào, muốn cộng các số nguyên âm với nhau thì chúng ta sẽ làm như sau. Là đầu tiên chúng ta bỏ hết dấu âm đi, bỏ hết dấu âm đi, là coi như là 32 cộng 17 thôi, cộng 14. Đấy. Mà 32 cộng 14 nó cộng được không? Đó thì là đang xử lý bằng 1 này, đang thừa bằng Nam, cho bằng Nam xuống. Dạ. Vậy 32 cộng 14 bằng bao nhiêu? 2 cộng 4 bằng 6, 3 cộng 1 bằng 4. Sau đó chúng ta điền thêm dấu gì vào kết quả nhỉ? Dấu âm. Như vậy điền thêm dấu âm ở đây, và chú ý chỗ này cũng sẽ điền thêm dấu âm và tạo ra cái ngoặc. Ok chưa? Đấy, cách làm như thế. Xong nhá. Ok chưa? Đấy là cách cộng hai số âm. Thế bây giờ lấy một số âm với một số dương thì làm sao? Một số âm, một số dương thì làm sao nhá? Đấy, ví dụ trường hợp này thì lấy số dương to này. Đấy, ví dụ số 70 mà cộng với âm 18 đi. Đó, 70 cộng với âm 18. Thì các em xem 70 và 18 số nào to hơn? Rồi, 70 to hơn nhá. Âm 18 và thầy không, thầy đang nói là 18. 70 và 18 số nào to hơn? 70 to hơn. Các em chỉ việc lấy 70 trừ 18. Được chưa? Lấy số to trừ số bé. Rồi, tiếp tục. 70 trừ 18 thì trừ bình thường thôi. 0 trừ 8 không trừ được. Chúng ta mượn thêm 1 nữa là 10 trừ 8 thì còn gì? Còn 2. 7 bị mượn mất 1 rồi còn 6 thôi. 6 trừ 1 còn gì? Còn 5. Chưa xong nhé. Chúng ta cùng nhìn xem. 70 và 18 số nào to hơn? 70. Vậy thì 70 trong bài này mang dấu cộng hay mang dấu trừ? Mang dấu cộng. Như vậy đáp số để nguyên vậy, dấu cộng 5 đi. Cộng ra ngoài. Ok chưa? Cũng là một dương một âm. Thì nhưng bây giờ lại gì? Là 70 nhưng lại gặp phải một con là âm tiếp hơn. Ví dụ như là âm 95. À. Được chưa? Âm 95. Đó. Vậy thì các em nhìn xem. 70 và 95 số nào to hơn? 95 to hơn đúng không? 95 to hơn. Vậy chúng ta sẽ lấy là 95 là số to, 70 là số bé. Lấy số to trừ số bé. Ok chưa? 95 trừ 70 thì đơn giản, trừ mãi làm gì nữa. Đây là còn hai mấy nhỉ? 25. Chưa xong đâu, chưa xong đâu. Chúng ta cùng nhìn xem 70 và 95 số nào to hơn. 95 to hơn, như vậy đừng nhìn số 70 nữa, hãy nhìn số 95. Số nào to ta nhìn. Trước mặt số 95 là mang dấu gì? Mang dấu trừ. Như vậy chúng ta sẽ thêm kết quả vào đây là dấu trừ. Và chỗ này chúng ta cũng thêm dấu gì? Trừ. Đây là cách trình bày.
nha. Tiếp theo là cộng với không, cộng với không là dễ nhất. 1784 cộng không, kết quả vẫn cứ là 1784, đúng không? Vẫn cứ là thế thôi. Âm 37 cộng không vẫn là gì? Vẫn là 37 thôi. Đấy. Như vậy đây là coi như thay cho phần tóm tắt. Tóm tắt về cái gì nhỉ? Cậu. Đấy, em đã đóng cửa lúc này đấy. Cậu đã vào sau chịu đóng. Nào, ok xong nhá. Tối bây giờ chúng ta làm một vài bài tập về cấp cộng nào. Đấy. Làm bài 3A trước nhé. Bài 3A. À, thực hành đơn giản có gì đâu à, em chép từng bài một nhé. Đấy, tính con này một con một thôi, không cần phải gộn. Đấy, làm đi. À, xem biết trình bày không? Ngoài việc tìm ra đáp số thì xem có biết trình bày không? Cái gì? Không. Ghi luôn ra cũng được nhưng mà nó không hay. Thầy muốn các em trình bày cơ. Làm xong thì đưa thầy. Những em nào gần trên này đưa thầy kiểm tra. Những em ở dưới đưa chị ở đây. Thế đi nha. À, hai bên cùng kiểm tra cho nha. Đợt em phải ghi tên của em vào trong này nhé. Trong những vợ nhé. Đúng rồi. Là tốt nha. Tú. Tú đáp số đúng nhưng sai chỗ giữa nhá. Trình bày sai chỗ giữa là mất hết điểm á. À, bạn gì đây? Làm đúng đáp số rồi nhưng mà viết tắt quá. À, học cách trình bày rồi, chúc mừng buổi. Nhưng mà cố gắng đừng dùng bút xóa, sai thì mình gạch bỏ viết lại chứ mình không kêu bút xóa nhé. Sai gạch bỏ viết lại chứ không chơi bút xóa nhé. Dồi ôi, sai đáp số cuối cùng mà. À này, nhà sai đáp số cuối cùng. Nhà. Tất nhiên là âm 22 rồi, nhưng mà viết lời giải như thế nào? Mời Thu Hương. Mấy Chu Hương à? Viết lời giải như nào? Hello Chu Hương, thấy em đưa tay mà. Thầy là bằng mẫu ngoặc dấu trừ ngoài và mẫu ngoặc 10 cộng 12 đóng ngoặc bằng âm 22 ạ. Rồi, 10 điểm nhé. Quá tốt. Đấy, phải làm như thế các em nhé. Đấy, nếu các em thi tự luận, em làm được như vậy, thì không phải lo lắng gì. Quá tốt rồi nha. Bài tiếp theo đây là bài này. Ba con cộng với nhau có sợ không? Bình thường không có gì phải sợ cả. Đấy, ba con cộng với nhau xem bảo an này. Rồi, đúng rồi nhé, bảo an nhé. Nhưng mà đáp số cuối cùng bảo an không cần ngoặc em nhé. Bảo an nhé. Mời bạn Hương Thảo nào. Hương Thảo Bắc Ninh. Em đưa thầy bằng ngoặc 20 cộng 4 cộng 7 đóng ngoặc Bằng âm 20 cộng 4 cộng 4 cộng 7 cộng 7 đóng bằng. ngoặc bằng âm 31. Đúng rồi. Đấy. Chú ý đáp số cuối các em không nên ngoặc nhá. Ngoặc cũng không vấn đề gì, nhưng nếu ngoặc thế thì nó bị thương. Đáp số cuối các em không cần phải ngoặc. Được chưa? Để luôn âm 31 cứ để thế thôi. Âm 31 nó là một số rồi, nó là số nguyên âm mà, kệ nó. Kệ nó đi. Hỏi gì nữa không? Xong nha. Thầy ơi, chỗ em đang ồn. Em không trả lời được nha thầy. Ok, thế Khánh Thi chịu khó nhé. Chịu khó mà
Em nào mà không trả lời được chịu khó chụp ảnh chụp hình lên thầy nhìn cho nhé. Các em học mà các em cố gắng chụp hình lên thầy nhìn cho. Được chưa? Cố gắng chụp hình lên thì thầy nhìn cho. Em được hay không? Đấy. Bài 3B thì cũng tương tự với bài 3A nên không tính nữa. Được không? Bài 3C nó cũng đơn giản rồi, toàn bài dễ thôi. Không có gì để tính. Rồi đây đoạn sau đây là phép trừ nhé, đoạn sau phép trừ. Được chưa? Đoạn sau nó là phép trừ. Mấy cái này nó thế thôi, không có đề. À, tính giá trị biểu thư. Không có đề. Chẳng có gì hay ho cả. Đây làm tí bài 8 đi. Làm tí bài 8 nha. C này đi. Hãy lấy bài tập C. Nên người ta in nhiều đề nhưng mà các câu là giống nhau hết mà. Các câu là giống nhau hết, mình thầy cho mình đang lựa những cái câu nào đang ra để làm. Còn là giống nhau hết thì cần gì làm nhiều đâu. À, chúng ta sẽ làm câu này. Đây bạn Ngân học sinh mới đấy. Đây. Mời bạn Nhật Ninh là bài này nè. Nhật Ninh. Không thì làm. Mời bạn Bảo Ngân nè. Bảo Ngân. Không thì làm mời bạn Bảo 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 An không thể làm Bích Nhâm Học Thái Nam Hoàng Thái Nam Hello Thái Nam. Dạ. À, mời bạn làm. Em thưa thầy, đầu tiên là thế bằng mở ngoặc nhọn nhằm mở mặt ngoặc tròn. Bạn Mở ngoặc ạ. Em sẽ lấy chúng ta cộng trừ nhân chia, điều quan trọng là chúng ta làm đơn giản nhẹ nhàng mà vẫn đúng, chứ nó không phải là đánh đố nhau những phép toán mẹo gì cả ở đây nhé. Cứ cộng trừ nhân chia bình thường thôi các em, đúng nghĩa của nó là cộng trừ nhân chia bình thường thôi, không có gì cả. Các em học thi kinh giỏi thì người năm ta thường hay đố những cái mẹo, nhưng mà ở đây chúng ta không cần cái mẹo đó. sẽ lấy năm âm 54. Với âm 8. Cộng với mở ngoặc 24 cộng với 21. Mình thấy cái 54 còn Không được đâu. Làm này rất nhiều kiện là đáp số đúng thầy không hài lòng bởi vì còn quá lung túng trong quá trình làm. em đi thầy. Thầy ơi, em làm cách khác Rồi, nhưng mà bạn cách Bảo An làm đúng rồi, hơi dài một tí thôi. Chúng ta mời Chu Hương. là em lấy mình bằng trừ với lại trừ dấu trừ ngoài mở ngoặc 54 cộng 8 đóng ngoặc cộng
mẫu ngoặc 24 cộng 21 đóng ngoặc bằng tổng mẫu ngoặc hoặc là âm 62 cộng với 45 bằng âm 17 ạ. À, thêm một câu này. Đúng rồi thầy. Đúng rồi, chúc mừng Thu Hương nhé, làm kéo lắm đấy, hôm nay Thu Hương phải tiến bộ rồi đấy. Thu Hương cứ chịu khó là giơ tay làm bài nhé, không Thu Hương không hỏi linh tinh nữa thì thầy và chị Lan Anh mới có thể tập trung dạy học được nhé. Thu Hương cứ tập trung làm bài như này phải tốt không, được chưa? Bạn nào muốn làm cách khác không, nào mời Diễm Quỳnh nào, Diễm Quỳnh làm cách khác nhé. Em chịu khó cộng trừ nhân chia cho tốt, sau này còn phải dùng nhiều, cộng trừ nhân chia sau này còn tính tiền cho bố mẹ, cũng cần cộng trừ nhân chia nhiều đấy. Mời đến Quỳnh. Dạ cần, thế thì không cần một vuông một tròn gì cả. Hai con này cộng với nhau chúng ta sẽ đặt âm ra ngoài. Bên trong là 54 trừ 2 gì? Trừ 24. Hai con này cộng với nhau chúng ta đặt là gì? 21 trừ gì? Được chưa? Tiếp nào. Âm 30. Cộng 13. Đặt dấu âm ra ngoài. 30 trừ từ 13 bằng đấy. Thì các em làm thật tốt bốn cái bài gốc này, các em chỉ có nhìn bốn bài gốc thầy cho này, bốn bài gốc này em phải làm tốt thì sang cái bài khác em làm cũng nhàn được nhé. Thì bài mà chúng ta vừa làm chính là bài số 3 đấy, một âm đem cộng với một gì, một dương, được chưa? Là chính là bài số 3 rồi nhé. Ổn chưa? Đấy là phép cộng này, các em cộng còn yếu quá nhỉ, cộng yếu quá, bây giờ phải thực hành cộng nhiều này, thực hành cộng nhiều cho quen nhé. Nào thực hành cộng nhiều này, 25 cộng với âm 31 cộng với âm 5, âm 5 cộng với 10, 17 nào, cộng nhiều cho là quen tay. Lớp mình là nhiều xe này kia, lớp 6 là nhiều xe này kia, Bạn rồi một bạn, các bạn ở gần đưa thầy kiểm tra cho, các bạn ở xa thì chỉ nó đang kiểm tra, mang bớt tay tay thầy xem cho nào, đây kiểm tra cho một số bạn nhé. Tiền tiền Có người hỏi hỏi ta hôm nào để kiểm tra nào, chị An mà đúng rồi, nghe hơi khác. Đúng rồi, chỗ này thiếu dấu âm này.
giờ số 31 thì làm là tiến tiến học tốt hết này. Chỗ những bài số rồi quỳ tay rồi. Tốt là bao Thanks. là quá tốt đấy, bạn đang ở Cường Linh làm rất tốt, bạn tiến chỉ nhầm kẹo lỗ âm thôi còn đâu vẫn đúng hết. Bạn Quỳnh bị sai số rồi, làm lại đi, cách bỏ làm lại. Bạn An đây làm đúng nhưng mà làm tắt. Còn nào? Quá tốt. Quỳnh, bạn này với bạn Quỳnh hai bạn làm sai cùng nhau. Làm lại. Sai. Không sai nhầm tí kẹo thôi, đúng không? Chỗ đây nhầm tí kẹo, cái này cũng vẫn sai, cái sai này chỉ nhầm tí kẹo thôi. Yeah. Như hai bạn này là chữ này là rất nguy hiểm. Chỗ này có ngoặc nha, sai 10 cộng 14 thì phải ngoặc lại. Chỗ này cũng thường ngoặc, chỉ bài này phải bỏ. Đúng đáp số rồi đấy, đúng đáp số rồi. Biết làm rồi, học trình bày rồi. Học viên. Để nhầm. À. Ôi, Thủy làm tốt thế. À, hẳn như không đúng. Có mỗi đáp số cuối là đúng thôi. À, mỗi đáp số cuối là đúng thôi. Yeah. Rồi, để bắt đầu chữa nhé. Có rất nhiều cách làm bài này. Được chưa? Thầy sẽ làm thật chậm để các em hiểu bài nhé. Làm chậm cho các em hiểu bài này. Làm cùng chậm nha. Đấy. Cũng chẳng cần phải nhóm gì đâu, cứ làm bình thường thôi, cứ hai cái đầu nhóm đấy cộng với nhau, hai cái sau cộng với nhau nhé. Nó giống như bài ba, kem xem bài ba mẫu thầy làm cũng đầu giờ đấy, làm 25 mà cộng với âm 31, 25 mà cộng với âm 31 Không thì chúng ta sẽ đặt không dấu âm ra ngoài, bên trong còn 31 trừ hai gì trừ 25. Đấy. Âm 5 mà cộng với 17 thì chúng ta sẽ ghi thành là 17 trừ gì năm trừ 5. Được chưa? Rồi. 31 trừ 25 thì còn 6 và thêm dấu. 17 trừ 5 thì còn 10 gì? 12. 12 trừ 6 thì bằng gì? 6. Xong chưa? Đáp số là 6 thôi. À, để xem phương thảo là gì nào. Thông thảo sẽ nhóm 31 15 đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác nhá. Thông thảo là tốt lắm. Đúng rồi thông thảo nhá. Ok mọi người. Đấy, các cái nhóm làm bình thường. Các thể xem thật kỹ bài 3 mà thầy dạy này. Nhá bài 3 này. Đây bài 3 đây. Nhá, xem thật kỹ bài 3 thầy dạy làm như nào thì các cứ thế vào lòng. Ok chưa? Chủ yếu là bài 2 với bài 3 là khó. Bài 2 bài 3 là khó. Còn bài 1 thì hai số dương cộng với nhau thì dễ. Bài 4 cộng một số khác thì không cộng nhỉ. Khó là bài 2 bài 3 là các em nhìn kỹ bài 2 bài 3 đi. Được chưa? Áp dụng liên tiếp bài 2 bài 3 là xong thôi. À thêm một bài nữa nhé, một bài nữa là chúng ta chuyển qua phép trừ nhé. Một bài nữa là chuyển qua phép trừ. 25 cộng 1 đến 6, 13 cộng với 75 cộng với âm 27. Bài lên ta chuyển vào. Hãy subscribe
Hôm nay online bắt đầu này như có mấy người à cuộc tra như là mấy người ờ, sao hôm nay ít người từ tay thế các bạn học on ít người từ tay Tuấn Minh hay không vào đấy em thấy điểm danh chắc là điểm danh bài tập về nhà để điểm chắc chắn Hương Thảo lần này trình bày lỗi rồi nhá, dấu cộng với dấu trừ đứng liền nhau nhá, dấu cộng với dấu trừ đứng liền nhau là lỗi nhá. Chúng ta không được phép trình bày dấu cộng đứng cạnh với dấu trừ. Hương Thảo nhé. Đúng rồi nhá. Bạn gì đấy vừa làm đúng rồi nhỉ? Bạn Bảo An làm đúng rồi, nhưng mà lời giải của Bảo An nó hơi hơi khó, không hay lắm. Bảo An làm đúng rồi. Bạn Bảo Ngân. Có phải Bảo Ngân không nhỉ? Hoài An làm được không? Năm Hai năm cộng âm 13. Rồi xong rồi coi như chép lại. em. Đúng rồi. Đúng rồi, quá tốt nha. Vâng. Đúng. Bốn Đúng rồi, Hoài An, một bộ một phát nữa thôi Hoài An ơi. 60, chúc mừng Hoài An, có ai làm cái cách này không? Các bạn Vân An cũng làm cái cách này. Đấy, Vân Đan cũng làm cái này, rất nhiều em làm cái này đúng không? Rồi, chúng ta có thể làm cách hai nhé. 25 này, cộng âm 13 này, cộng với 75 này, cộng với âm 27 này. Đấy, mời Hương Thảo làm cách hai này. Em thấy cái hai của em là mở ngoặc 25 cộng 25 cộng 75 ta cho về một nhóm. 75 cộng âm 13 âm 27 cộng 13 Rồi. bằng Tiếp. 100 cộng âm 40 lấy 13 cộng 27 bằng 100 trừ 40 bằng 60 ạ. Quá tuyệt vời. Đấy, chúng ta có thể viết như này được. Được chưa? Tất cảm thấy là 25 với 75 khi ghép với nhau là tròn trăm, quá đẹp luôn. Giống như vậy 13 với 27 ghép với nhau cũng tròn tuần chục, quá đẹp luôn. Được chưa? Tròn chục, tròn trăm, rất là đẹp. Đấy. Thì các em đừng nhìn cách nào dài hơn một dòng hay dài hơn hai dòng. Dài hơn một hai dòng thì cái chính là cái cách mà mình làm nó dễ hay nó khó. Nha. Nếu như mình làm dễ, kể cả dài hơn một hai dòng vẫn tốt hơn là làm khó. Mãi chả biết được một dòng là thua gì.
Được chưa? Rồi bây giờ là phép trừ nhá. Các phần B. Đây học về phép trừ từ nguyên. Phép trừ. Phép trừ số nguyên thì cực kỳ đơn giản thôi. Phần 1 là quy tắc của phép trừ. Quy tắc là gì? Nếu muốn lấy số A mà đem trừ đi số B. Thích thì cứ trừ bình thường. Được chưa? Cách thứ nhất là trừ bình thường. Trừ bình thường tức là trừ như học sinh cấp 1 đấy em. Ủa? Giống như học sinh cấp 1 được à? Được em. Cách 2, nếu như em không thích trừ theo kiểu học sinh cấp 1, thì em sẽ chuyển nó thành là a cộng với âm b đó, chuyển thành a cộng âm b được chưa, chuyển thành a cộng âm b. Đây sẽ lấy một số ví dụ cho em xem nhé. Ví dụ 1, 10 trừ 7 của thầy đùa em à, 10 trừ 7 mà cũng hỏi của em được. Ok, cứ bình thường mà làm thôi em, hai số dương Mười trừ cho nhau được chưa. Số 10 trừ số 7 có chưa được không? cộng âm ba cộng Rất nhiều người thì dùng quy tắc cho bài này, quy tắc gì đâu. 10 trừ 7 thì cũng trừ theo quy tắc nào nhỉ? Ui rồi 15 quy tắc có 10 trừ 7 thì cứ thế mà trừ thôi nhá. Đồng ý không ạ? Như vậy khi gặp cái bài toán 10 trừ 7 nhá, quy tắc cứ trừ thôi. Ta cần gì mà phải căng thẳng nhỉ? Có cần quy tắc không? Rồi. Quy tắc làm gì? Đúng không? Chắc cần quy tắc giải bằng mấy luôn nhỉ? Ba luôn. Ôi giời đấy, thế mà nhiều người học quy tắc nhiều quá rồi. Ô bạn nào kia? Nghe mệt mỏi đấy. Nào ví dụ hai. Đấy là số to trừ số bé được chưa? Bây giờ đây số bé trừ số to nhá. Thế bây giờ 10 lại trừ đi 16. À, 10 trừ 16 thì làm thế nào? Nào, Ngọc Giao. đến 16. Chính xác, đúng quy tắc rồi, quả này dùng quy tắc rồi. 10 cộng với âm 10 gì? Âm 16. Bây giờ phép trừ biến thành phép gì nhỉ? Phép cộng. Nào, 10 cộng âm 16 giống bài mẫu thầy làm, một trong bốn bài mẫu đúng không? 10 cộng âm 16, chúng ta lấy 16 trừ gì? Trừ 10, 16 trừ 10 bằng gì? Bằng 6. Xem 16 mang dấu gì? Bằng dấu âm, như vậy ta thêm dấu âm vào đây. Thêm dấu âm vào đây. Đáp số là âm gì nhỉ? Âm 6. Được chưa? Có mỗi thế là 6. Rồi. Bây giờ đến lượt hai số âm. Âm 5 trừ đi âm 9. Sao mà làm âm thế? Âm 5 mà trừ đi âm 9 thì kết quả nó sẽ là âm 5 Cộng cộng với dương gì? dương Dương 9. À, cái này mới nha, cái này mới nha. Được chưa? Cái này sẽ âm 5 cộng với dương 9. Âm 5 cộng với dương 9 có biết làm không? Nó chính là 9 trừ gì? 9 trừ 5. Được chưa? Ví dụ 4. Âm 12 trừ đi âm 7. Âm 12 là em trừ đi âm 7. Kết quả là âm 12 cộng cộng với dương cộng gì? Bằng âm 12 trừ 7. Âm gì nhỉ? 5. Đấy, cái này em phải rất thành thạo cái phép cộng. Rất thành thạo phép cộng thì khi làm trừ nó mới không bị nhầm dấu. Trừ nó có âm, cộng rồi nó có dấu âm. Được chưa? Đấy là phép trừ nha. Rồi. Để cho đơn giản hơn, chúng ta sẽ học thêm một cái gọi là quy tắc đúng không ạ? Nào, đến quy tắc đúng không thầy sẽ dạy thật chậm cho các em nhé.
Quy tắc dấu ngoặc sẽ có hai quy tắc, một quy tắc là phá ngoặc và một quy tắc là tạo ngoặc. Phá ngoặc và tạo ngoặc. Thứ nhất là quy tắc phá ngoặc. Quy tắc phá ngoặc nha. Thì các em ghi quy tắc phá ngoặc như sau. Nếu trước ngoặc là dấu âm. 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 Là dấu âm. Thì ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Nào, ví dụ một. Thầy đọc lại đi thầy. Quy tắc phá ngoặc như sau. Nếu trước ngoặc là dấu âm. Nếu trước ngoặc là dấu âm. Nếu trước ngoặc là dấu âm. Thì ta phải đổi dấu. Thì ta phải đổi dấu. Ta phải đổi dấu. Đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Được chưa? Nào, ví dụ một, tiền thức tính 3 cộng 7 cộng 2 cộng âm 5 cộng 5. Nào, có dấu âm nào không? Không, phá ngoặc được không? Có. Khi không có dấu âm thì ngoặc không có nghĩa gì cả. Vứt bỏ hết ngoặc cho tôi. Nhắc lại, nếu không có dấu âm chẳng cần quy tắc gì hết, cứ thể vào ra hết thôi, vứt bỏ ngoặc đi, nhìn thấy ngoặc không, coi như không thấy gì, là 3 cộng 7 cộng 2 cộng 5, không nhìn thấy gì. Được chưa? 3 cộng 7 bằng 10, 2 cộng 5 Vậy. 7 bằng 17. Nó không có dấu âm là không cần phải quan tâm nhiều. Được chưa? Ví dụ hai, tính 25 trừ đi 10 trừ đi 17 trừ đi 8. Nào, trước tiên hãy nhìn vào ngoặc đầu tiên chúng ta có thể tính luôn cũng được, hoặc nếu thích phá nhé, ở đây chúng ta đang học theo là phá đúng không, có nghĩa là mình sẽ quyết cố tình phá. Vậy cái ngoặc đầu tiên này có dấu cộng đằng trước không hay dấu trừ đằng trước? Có dấu cộng đằng trước. Còn dấu cộng đằng trước thì cứ thế mà phá, phá ra nó giữ nguyên nhé, phá ra giữ nguyên thành gì này, 25 trừ 10. Được chưa? Nào, hãy nhìn cái ngoặc thứ hai. Ngoặc thứ hai là đằng trước ngoặc có dấu gì đây, đúng không? Nếu bị trước ngoặc có dấu âm, khi phá ngoặc thì phải đổi dấu. Nghĩa là 17 đổi thành thành âm 17, đúng rồi. Âm 8 đổi thành Tám. thành dương 8. Được chưa? Nhắc lại, nếu trước ngoặc có dấu âm thì ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Tất nhiên còn cách làm khác, nhưng chúng ta đang tập phá ngoặc. Các em hiểu ý em nhỉ? Chúng ta đang tập làm theo kiểu phá ngoặc. Rồi, như vậy 17 sẽ đổi thành Âm 17. âm 17, âm 8 sẽ đổi thành dương 8. Tám. Đấy, cứ thế thôi đã. Thực ra bài như này phá ngoặc là chưa chắc đã hay, nhưng mà chúng ta cứ tập phá đã. Bước 1 cứ tập phá. Được chưa? Bước 2 là tập gì? Phần A là tập phá ngoặc này, phần B là tập gì nhỉ? Tạo gì? Tạo ngoặc. Và sau khi học được phá rồi, sau khi học được gì? Tạo rồi, thì khi gặp bài tập kèm thích là phải nào là phải quyền của em. Thế còn riêng trong phần A nhé, thì yêu cầu chúng ta tập gì nhỉ? Là phá. Cứ cho là phá. Được chưa?
cứ tập phá ngoặc đã, hiểu ý không? Cứ phá ngoặc và đã nha. Nào, phá ngoặc rồi, sau khi phá rồi chúng ta làm việc thôi. 25 trừ 10 15. trừ 17 cộng 8, dài hay ngắn kệ nhá, vì mình đang tập phá mà. Đấy, phần A là tập phá, phần B là tập gì? Tập tạo. Tạo khi đã biết cả phá cả tạo rồi thì sang phần tập luyện, thì em thích làm nào cho nó dễ thì làm, đồng ý chưa? Như vậy yêu cầu của phần A là cứ ra bài nào là phá hết, phá cho bằng hết. Rồi 15 trừ 17 thì ra âm gì? Âm 2. Chuẩn chưa? Âm 2 cộng 8 thì ra dương mấy? 6. Cứ phá cho con gì phá hết. Ví dụ là tính 57 trừ đi 210 cộng với 210 cộng với 13, nào phá hết ra cho tôi, phá tan nát, phá tanh bành ra cho tôi. Phá được không? Mời Chu Hương, Chu Hương phá nào, Chu Hương nay tiến bộ thế nhỉ? Hay là 57 trừ 210 trừ 10 trừ ở à đâu cộng 210 cộng 13 Rất tốt, đã phá thành công. bằng đặt 210 ra ngoài ạ. Đã chơi. Nào, bạn cam, đến đây sẽ làm thế nào? Quỳnh. Ai nào? Khó đúng không? À, chúng ta sẽ kết hợp 57 với 10 gì? 13. Cậu 210 trừ 210 bằng. Bằng. Thông minh. Được đấy. Quá thông minh. Được chưa? Ok chưa? Ví dụ 4. Tương tự ví dụ 3. Tính 39 trừ 753 trừ đi 19 trừ 753 thì mời. Đấy, bình tĩnh mà làm. À, lần này nhiều người ra tay rồi. Các bạn hiểu ngay mà đoạn 1 hơi khó tí, nhưng đoạn 2 thì bình thường. Thầy ơi, Ở đây. em kiểu là em nào ấy, em vẫn bị thắc mắc cái ví dụ ba là em định đặt cái 210 ra ngoài thầy. Đặt 210 ra ngoài, làm gì đặt cái 210 ra ngoài đâu? Lúc đầu em làm kiểu đấy nhưng mà em có thấy mình sai Em chụp thầy thầy xem, em ạ. chụp thầy xem đặt như nào. Dạ vâng. Đưa thầy xem bớt cho, đưa thầy xem bớt cho. Tú, đưa thầy xem đây. Xem lời giải của em ấy. Cái nào là làm xong đưa thầy xem đi không? Là Minh Hiền Thị An à, Minh Hiền Thị An à, bước một Minh Hiền phá ngoặc cho thầy.
Đây là 39 trừ 753 39 trừ 753. trừ 19 trừ 753. Sai rồi. Trừ 19 thế nào? Cơ bản nhất là chúng ta đang tập phá ngoặc mà. Đây nha, trước ngoặc là dấu gì đây ạ? À? Là dấu âm. Như vậy sau khi phá ngoặc thì 19 phải đổi thành gì? 19 phải đổi thành gì? Cộng Âm 19. Thế còn âm 753 đổi thành? cộng Đúng bảy trăm năm rồi, âm đổi thành dương 753. Đó, đấy mới là phá ngoặc nha. Được chưa? Khi phá ngoặc và đằng trước ngoặc dấu âm đấy, em phải chú ý đổi dấu hết nhé. Đổi dấu hết 19 ta đổi thành âm 19. Âm 753 ta đổi thành dương 753. Ra chưa? Đấy, phá ngoặc đấy. Ưng khảo này. phải thấy chưa em được em học okay. Chúc mừng Hương Thảo làm quá tốt rồi. Chúc mừng Bảo An làm đúng, tuy nhiên Bảo An lại dùng cả tạo ngoặc nữa, hơi cao đấy nhỉ. Dòng thứ ba Bảo An dùng tạo ngoặc không cần thiết nhé. Không cần thiết thì tạo ngoặc. Hương Thảo làm đơn giản hơn. Nào, đến đây chúng ta sẽ làm như sau nhé. Đến đây chúng ta sẽ nhóm 39 với 10 gì? 19. Được chưa? Chúng ta sẽ nhóm 753 trừ 753. Đó, vẫn là tổng cộng thôi. 39 trừ 19 là 20. Chỗ này là không. Đáp số bằng 20. Bao nhiêu người ra đáp số 20? Ai hội đồng lắm. Được. Gần như là có cả lớp rồi, gần như cả lớp rồi. Chỉ còn đáp đáp một. Anh cũng hết rồi ghế thế nhỉ? Một, hai, ba, vẫn là ba bạn, bốn bạn nhỉ? Vẫn là gì bốn bạn? Và vừa thấy thường. Hai người kia thì vẫn còn bạn đấy sao? Ngân chưa làm được. Ngân chưa? Có đúng không? Nào, trong nhá. Đấy là kỹ thuật phá ngoặc. Còn bây giờ tạo ngoặc thì sao? Các em học lại bài toán gốc 1, 2, 3, 4 các em sẽ thấy tạo ngoặc được nhé. Đây là ví dụ như này. Nào, 3 cộng với 25 cộng với 15 cộng với 47. Được chưa? Thì chúng ta có thể tạo ngoặc toàn phép cộng thì tạo ngoặc đơn giản nhé. Thì mình thích nhóm cái gì mình cái gì được. Nghe cho kỹ này. Nếu tất cả đều là phép cộng thì ta tạo ngoặc đơn giản thôi. Thích nhỏ cái gì được. Đó. Nên trong bài này chúng ta sẽ tạo ngoặc cái số nào với số nào nhỉ? À, 3 ba, 4 7 chúng ta 4 sẽ tạo 7 ngoặc nó với 4 gì? 4, 7. 25, chúng ta tạo ngoặc nó với 10 gì? 15. 15. Đấy, thế này là chúng ta tạo ngoặc với số dương thì dễ nhất. Nhà gặp số dương thì mình thích tạo nào cũng được, chả sai được. Chỉ có điều là tạo khéo thì nó sẽ lời giải nó sẽ đẹp hơn. Chứ còn để mà sai thì chả sai được. Được chưa? Đây sẽ đặt tình huống đơn giản nhất về tạo ngoặc. Tức là tạo ngoặc toàn số dương. Tí nữa thầy sẽ cho tạo ngoặc toàn số gì? Toàn số âm. Và toàn số âm không có đâu. Khó nhất là gì nhỉ? Đúng rồi, có cả âm cả dương thì nó mới hay nhầm dấu. Nha. Còn âm tất thì không sợ, âm tất thì nó chỉ có hơn tí thôi, không sợ lắm. Đấy, còn cứ có cả âm của cả dương mới là nguy hiểm. Nha. Rồi, thì trường hôm nay chúng ta sẽ tính đơn giản thôi. Đây là 50. Đây là 40. 50 cộng 40 thì nó là 90, xong luôn. Như vậy tạo ngoặc với số dương thì là very easy, quá dễ. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ tạo ngoặc với số âm nhé. Tất số âm. Được chưa? Đó là tính phép tính. Kết nối Internet một lần nữa. Rồi, ok. Âm 25 cộng với âm 47 cộng với âm 13 cộng với âm 5. Đấy, thế thì tạo ngoặc như này.
Được chưa? Thì trong tình huống này chúng ta sẽ sử dụng ngoặc vuông em nhé. Ta sẽ sử dụng ngoặc vuông. Ta sẽ kết hợp ai với ai nào? Âm hai gì? Âm 25 với âm gì? Âm 5 thành một ngoặc vuông. Được chưa? Chuẩn chưa? Các em chú ý ta không để dấu trừ nhé, ta để phải dấu cộng này. Cộng. Để dấu cộng nhá. Rồi, âm 47. Cộng với âm 10 gì? Ở 13 ta để thành một ngoặc vuông luôn. Ok chưa? Thì các em xem lại bài 1 2 3 4. Bài 1 2 3 4. Thì âm 25 cộng với âm 5 thì nó sẽ ra, đúng rồi, nó ra âm 30. Cũng theo bài 1 2 3 4 thì âm 47 cộng với âm 13. Bốn bài lúc đầu giờ ấy, bốn bài lúc đầu giờ mà thầy cho mình làm ấy, lúc đấy rất dễ đúng không? Đấy, nhưng mà làm chắc bốn bài cơ bản đó thì các bài sau thì nó dễ thôi. Âm 47 cộng với âm 13 thì ra bao nhiêu? Âm 60. Âm 60. Được chưa? Âm 30 đem cộng âm 60 thì ra âm bao nhiêu? Âm 90. Âm 90. Đây là chúng ta tạo ngoặc. Vậy tại sao thầy không bỏ hết dấu âm đi? Thì đấy là một cách. Tạo ngoặc cũng là một gì? Đấy. Được chưa? Đây là tình huống mà tạo ngoặc khi có tất cả đều là số gì nhỉ? Số âm. Rồi, bây giờ tình huống thứ ba, chúng ta sẽ tạo ngoặc khi có cả âm và có cả dương nhé. Là 16 trừ 99 trừ 1. Chúng ta sẽ tạo ngoặc tình huống này. Được chưa? Cách làm như sau. Các em muốn nhóm hai số nào với nhau? Âm 99 cộng 1. Các em viết ra thầy xem nào. Các em chịu khó viết ra. Các em có thể chụp với thầy. Thầy muốn xem các em viết như thế nào nhé. Thầy muốn xem các em viết như thế nào. Xem các em viết như thế nào với cái loại đoạn này. Nào các bạn học không? Chụp chụp lên thì xem. Ui, bạn này làm kinh thế. Đúng rồi Bảo An nhá. Bảo An làm đúng rồi nhưng hơi căng. Làm cái này như học sinh lớp 9. À, kinh khủng. Quá tắt luôn, so với thầy giáo khoa thì quá tắt luôn. Nào cách làm như sau nhá. Bảo An làm tốt đấy. Nhưng mà làm thế thì như học sinh lớp 9 đấy. Kiếp không? Vướng thảo cho thầy mãi không loát được nhỉ? Em gửi lại cho thầy rồi. À, gửi lại. Ui, Hướng Thảo cũng làm đấy nhỉ? Cũng làm nhanh như bạn An. Ôi, các bạn đều làm giống nhau hết thế này. Nguy hiểm hết nhỉ? Đúng rồi, cả bạn An này làm giống như thế nhé. À, cách làm này, nếu như theo cái giáo khoa thì các em không nên làm nhanh. Còn đa số thầy kiểm tra vở của các em cũng như là các em ở trên các em chụp hình nhé, các em học on chụp hình nhé, thì thầy thấy rằng các em làm nhanh như học sinh lớp 9 đấy, tiếp thật đấy. Qua ghi. Để chúng ta làm chậm này, làm chậm nhé. Thầy giờ làm chậm thôi, thầy không làm nhanh thế nhé.
Em làm thế là ngang hoặc cái số 9 mất. Làm chậm nhá. Thì ta hiểu đây là 16 này. Ta chuyển tất cả hợp tổng nhá. Bước 1 chuyển tất cả hợp tổng. Cộng với âm gì? Âm 99 này. Cộng với âm gì? Âm 1 này. Đấy, như vậy ta hiểu đây là chuyển tất về hợp tổng. Sau làm nhanh rồi thì làm quen rồi mình có thể nhanh sau nhé. Chuyển tất cả hợp cộng. Bây giờ ta nên nhóm cái nào và cái nào? Âm 99 với âm gì? Âm Âm 1. Được chưa? 16 này. Cộng với âm 99 này. Cộng với âm gì? Âm 1. Đấy, ta nhóm nó lại như này. Yeah. Nào, bằng này 16 âm 99 với âm 1 thì quá là quen rồi. Chẳng cần phải tạo ngoặc đóng nhất gì nữa. Âm 99 với âm 1 là bao nhiêu? Một âm 100. Đúng không? Cộng với âm 100. Chuẩn chưa? Âm 99 với âm 1 có phải là cộng hai số âm không? Một trong vẫn lại một trong bốn bài đầu tiên. Các em thấy là nếu như các em không học tốt bốn bài đầu, ở đây thầy kéo lại hẳn bốn bài đầu cho các em nhìn nhé. Bốn bài đầu mà nhìn ai cảm thấy là dễ quá không muốn học. Thậm chí là thầy ơi thầy dạy bài 1 thì thầy coi thường bọn em à. Đúng không? Không có bài. Bài 1 với gì nhỉ? Bài 4 thì là quá là dễ rồi đúng không? Bài 1 với 1 quá dễ. Như vậy các em sẽ tập trung học bài 2 với bài gì? Bài 3. Bài 2 chính là chúng ta cộng hai số gì với nhau? Hai số âm cộng với nhau. Thì vừa rồi là âm 1 âm 99 nó cũng giống như bài mấy? Bài Giống bài 3. 2. Đồng ý chưa? Đấy. Thế còn bài 3 là gì? Một số âm cộng với một số gì? Một số dương. Đấy, các em nhớ lời thầy nhá, luyện tập thật tốt bài 2 với bài gì nhỉ? Bài 3. Vì sao? Vì bài 1, bài 4 thì có ai mới trả làm được. Đúng không? Cho nên khó khăn của bài này là các em phải không phải là biết làm mà là các em phải làm bài 2 với bài 3 thật tốt cho thầy. Nhá, làm thật tốt hai bài được rồi. Đấy, một số em bắt đầu sợ rồi, chuẩn bị sắp sợ toán đến nơi rồi. Sắp sợ toán không? Sợ chưa? Chưa. Chưa sợ à? Đấy, thì theo như kết quả bài 2 nhá thì âm 99 cộng với âm 1 thì có biết ngay là âm 100 được không? Được chứ? Rồi. Nào, thì bây giờ là 16 cộng với âm 100 thì nó chính giống bài mấy nhỉ? Giống bài 3. Giống bài 3 chưa? Nhá. 16 cộng với âm 100 thì chúng ta lấy số to trừ số gì? Trừ số bé. Số to trừ số bé thì bằng này là 8 gì? 84. Vì 100 có dấu gì đằng trước? Dấu âm, cho nên chúng ta đặt thêm dấu âm này đằng trước. Đó, y như bài 3. Được chưa? Cái kem cứ tập luyện kỹ bài 2, bài 3 đi. Xong ngay có gì đâu. Nào, thử sức nào. Ví dụ 4 là 152 cộng với âm 73 trừ đi âm 18 trừ đi 127. Cho tôi nghĩ Đúng rồi.
À, em nào muốn tự xưng? Ai muốn tự xưng nào? Sợ à? Em Lúc tắt thỉnh dấu cộng. Nào, mời em nào. thầy Nào. Mời. Chú Hương. em nói thầy làm một trăm năm mươi hai cộng mở ngoặc âm 127. Để chú Hương suy nghĩ kỹ thêm đi. Nào bạn nào muốn thử sức nào? Chuyển tất thành cộng này. Cộng với âm 73. Cộng với dương mười mấy? Dương 18. Cộng với bao nhiêu? Âm 127. Đấy, em suy nghĩ một tí chỗ này Cái nhân loại này đấy. khó nhất chỗ này. Sau khi có được chỗ này rồi, bài toán dễ hẳn luôn. Nhắc lại, cả bài này chỉ có hai mỗi chỗ này thôi. Thì giờ, sau cái đoạn này thì dễ hẳn luôn. Thì thầy giải thích này, 152 thì thầy cho mình chép lại thôi. Mình chưa tính nhá, chưa tính. Âm 73 thầy cho mình cũng chép lại thôi. Mình cũng chưa tính. Được chưa? Hãy nhìn này. Âm của âm 18. Thì các bạn nhớ quy tắc dấu ngoặc không? Có Nếu đằng trước ngoặc là dấu gì? Dấu âm. Thì sau khi bỏ ngoặc ta phải đổi dấu. âm Đổi dấu nghĩa dương là âm 18 đổi thành dương 10 gì? Dương 18. Nó chính là quy tắc đúng không? À, nghe lại này. Nghe lại nhá. Chúng ta có âm này. Âm của 18. Thì đây là dấu gì? Dấu âm. Thì dấu âm này khi khóa ngoặc nó sẽ làm cho cái bên trong này đổi gì nhỉ? Đổi dấu. Đổi dấu tức là âm 18 khi phá ngoặc ra nó sẽ thành dương mười mấy, dương 18. Nào, hiểu rõ về quy tắc phá ngoặc chưa? Quy tắc phá ngoặc chính là nó đấy. Giống như vậy, âm 127 chúng ta đổi thành cộng của âm 127. Rồi, bây giờ thì nhóm ngon lành chưa? Giờ chúng ta sẽ nhóm 152 cộng với 18. Sau đó chúng ta lại nhóm âm 73. Ta nhóm nó với cho âm 127. Thì quá là đẹp luôn. Cứ gọi là cặp nào ra cặp đấy nhỉ. Thế nào? Bây giờ nhóm cái này ngon rồi kia. Ngon rồi. 152 cộng 18 thì khác gì bằng cấp 1? 170. Âm 73 cộng với âm 127 là giống bài tập 2. ông ơi chồng Bao nhiêu? hai À. Giống bài tập 2 chưa? Rồi, 170 cộng với âm 200 thì giống bài tập 3. Giống bài tập 3 thì nó ra âm bao nhiêu nhỉ? âm 30, âm 30. Âm 30 thôi. Giống bài tập 3. Nào, đơn giản hơn một tí đi cho các em đỡ đau đầu. 2 trừ 3 cộng 4 trừ 5 cộng 6 trừ 7. Nào, thế cho nó đơn giản.
Dưới cặp của bọn nào Ừ. ai làm con này? An à? Em ơi, để em để em chỉ làm con này. Ơi, để em làm con này đi. Hương nay bảo nhỉ, mời chú Hương. Không, em thích thầy làm. Âm 3 cộng âm 7. À, mở ngoặc âm 3 cộng Chưa chuẩn bị kỹ nhỉ? Nào, xin mời Tú. mở sai bắt rồi. Tú. Diễm Quỳnh. Quỳnh. Tức là ý bạn Diễm Quỳnh là bạn ấy đổi tất trừ thành gì đấy, thành cộng hết rồi tiếp. Bạn ấy nhóm 2, 14, 16 về một nhóm. Tốt. Tạo ngoặc lại. Đúng là Quỳnh nha. Quá tốt. Ghê nha. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập chung nhé. Nào, các em làm lại phép cộng đơn giản đấy nhé. Cộng đơn giản này. Âm 37 cộng âm 52. Siêu dễ nha. Âm 37 cộng âm 52. Đấy mà không biết làm, phí quá. Lần này câu này đi thầy em. Để thầy ngủ nông với em đi. Ừ. Thầy ngủ nông với em đi. Ừ. À. Ừ. Rồi, 10 điểm nói chung nha. Quá tốt. Được chưa? Đây chính là bài tập 2. Chính là bài tập 2 lúc đầu giờ đấy em. Cộng hai số gì? Cộng hai số gì nhỉ? Hai số âm. Được chưa? Khi cần cộng hai số âm chúng ta làm như này. Được chưa? Theo được không? Thì như hôm nay lớp học rất nhiều người mệt mỏi ấy, người đưa tay ít lắm nhé. Nờ Vắng Tấn Minh này, xong với ai nhỉ? Con ở nhiều bạn hôm nay cảm giác mệt mỏi thế nào ấy, hay là chắc là ngày lễ 20 tháng 10 bố mẹ cho đi ăn ké hả, đi ăn đi chơi ké nên là sinh ra mệt à? Chị có người yêu rồi, chị bảo người yêu chúc đi. Trời ơi, 20 tháng 10, em được tặng 3 cái kẹp, một quyển sổ hết. Nhiều thế nhỉ.
Rồi, tiếp tục bài 2 nhá. Đấy là hai số âm cộng với nhau. Thì các em đoán bài 2 thầy sẽ ra là một số âm với một số gì nhỉ? Một số dương nhá. Một số âm, một số dương này. Âm 54 cộng với dương 70. Âm 54 cộng dương 70. Trường nào? Đúng rồi, sẽ bằng 70 trừ 54 và bằng mười mấy? 16. Tổn chứ? Dòng này có theo được không? Tiếp, cũng là âm 54 nhưng mà lại cộng với dương 40 thôi. Đấy. Lúc nãy bạn Trường còn làm à? Bạn Trường, bạn Quỳnh, hai bạn học giỏi ngồi cạnh nhau. Bên tay phải bạn Trường là gì nhỉ? Vậy ơi, vậy làm bài này nhá. Khó hơn đấy, khó hơn bài nãy của Trường này. Ơi, câu này để em đi. Đúng rồi. Em sẽ lấy 54 trừ 40 phát ra bằng 14. Rồi, chúng ta thêm dấu âm vào trước 14 và cũng thêm dấu âm vào trước chỗ này nữa. Được chưa? Đó, như vậy kết quả là âm 14. Đấy, các em nhớ nhớ rõ hai bài này nhá. Đây là hai bài toán gốc nhá. Hai bài toán quan trọng. Được chưa? Hai bài này là rất là quan trọng luôn, thầy sẽ đọc tung nó lại cho các em à. Đây là hai bài toán tưởng như là đơn giản, đúng là đơn giản thật nhưng mà nó có áp dụng cực kỳ nhiều trong bài toán lần sau. Được chưa? Sẵn sàng làm cái bài phía sau. Bài phía sau nhá. Thầy ba. Nào, âm 5 trừ cho âm 12 Có phải ngoặc công năm không? cộng với âm 4 à, cái số đầu tiên là thì ngoặc hay không cũng được. Được chưa? Tích thì ngoặc vào. Mời bạn Hương Thảo nào. Em nói thầy bằng em lấy âm 12 cộng âm Ơi. Thầy gợi ý nhá. Dùng quy tắc phá ngoặc. Âm nó sẽ biến con âm này, nó sẽ biến âm 12 thành dương 10 đến dương 12. Mà hay nói vui với nhau ạ, là hai dấu âm mà đứng liền nhau thì biến thành dấu gì? Dấu dương. Được chưa? Các anh chị hay có cái câu là gì? Âm âm thành gì? Thành dương. Đấy là chính là cái quy tắc này đây. Còn mình đang học quy tắc dấu ngoặc nên mình phải nói rõ như này này. Con số âm này. Con số âm này nó sẽ làm đổi dấu con âm 12 thành dương mười mấy? Dương 12. Được chưa? Đổi dấu con âm 12 để nó biến thành con dương 12. Vậy sau khi đổi dấu thì chúng ta sẽ có là âm 5 giữ nguyên này. Đấy, con âm này nó biến âm 12 thành dương 12, như vậy là cộng 10 gì? Cộng 12. Sau đó cộng với âm gì? Âm 4. Đấy. Thì bài toán là chưa xong nhưng mà nó sẽ dễ đi rất nhiều. Xong thì chưa xong nhưng nó sẽ dễ đi rất nhiều luôn. Được chưa? Đức nào, Đức làm tiếp nào.
Trời ơi, đến đây xem biết làm được rồi là được. Toàn đi văn cuối đi nhỉ? Tiến à? À Sơn à? Mời Sơn. À, em đó sẽ lấy 12 trừ 5, chuẩn luôn. Tốt rồi. Tốt rồi. Chúc mừng Sơn nha. Đấy, chuẩn, được chưa? Những bài này đối với Sơn thì đơn giản. Có mỗi cái chỗ đầu tiên là mấy người không chịu nghĩ tới là gì? Âm của âm 12 thì thành gì? Thì dương 12. Đấy, thì ở đây nếu cần thiết thì các em có thể ghi cái chú ý vào. Có người vẫn chưa quen lắm thì ghi chú ý để cho nó nhớ lâu hơn. Chú ý là gì? Âm của âm 12 thì bằng bằng dương 12. Đấy. Mỗi cái thằng này quan trọng nhất thôi. Là tương tự như thế nào. 4. Tính. Của âm 7 cộng với âm 14 trừ đi âm 20. Đấy, Ủa chắc tại là số làm nào bài chữ âm 3 rồi thì 7? mình sẽ quen ngay về 4. Số nào chữ âm 7? Số nào trừ âm 7? Nó là âm của âm 7, cần gì số nào trừ âm 7? Được chưa? Số nào bình dương 7? Đúng rồi. Số nào âm 4? Không có gì ta có thể hiểu là số 0 đằng trước cũng được, có sao Số nào chữ âm 7? đâu. À, bạn Trinh à. Đúng rồi, 7 cộng âm 14, rất tốt, quá tuyệt vời. Dòng đầu tiên này dòng quan trọng nhất nhá, đến đây thì dễ quá rồi. À, bằng âm 7 cộng 20. Có người bảo cần mở dấu ngoặc ở đây không? Câu trả lời là không. Em cứ viết dấu ngoặc có được không? Câu trả lời là có. Tức là em có viết dấu ngoặc hay không viết dấu ngoặc thì điểm của em vẫn thế. Nghe ra chưa? Trường hợp này có ngoặc hay không ngoặc cũng không ảnh hưởng đến điểm của các em. Tiếp bạn qua tốt xong tìm trên là tốt lắm, xong cũng rất chắc, hiểu được không? Có khó quá không thì giảm bớt độ khó được nha, cứ tiếp tục nha. Em thấy đây. Tiếp tục nào, âm 13 7 5 âm 13 trừ đi âm 8 cộng với âm 15 thay xem nhau, thay xem bạn Tú nhé. Tú sợ sao, cứ thế tiến hành nha. Thực ra toán này là không phải nâng cao. Đấy, các bạn giỏi thì sẽ làm nhanh, các bạn dốt thì sẽ làm chậm. Các bạn giỏi thì đúng nhiều sai ít, các bạn dốt thì đúng ít sai nhiều. Còn bạn nào không làm thì gan ngược. Ui giời ơi, anh nào đây? 10 điểm.
xuất sắc. Nào, còn em nào cần kiểm tra thì đưa cho thầy với chị Lan Anh xem cho. Các em học on có thể chụp ảnh thầy nhận xét luôn cho. Trực tiếp luôn. À, cách làm nè Tuấn Anh nè, mạnh dạn lên. Vâng, ok Trường nữa. tiếp Trường đó, cộng 8 tiếp. Tuấn Anh hôm nay thế nào, nghe mệt mỏi nhỉ? À, Không. thì nhà chúc à, đúng rồi, như vậy dòng một quan trọng nhất thì bạn chúc làm được rồi. Tiếp. À, như vậy bạn lấy âm 13 cộng âm 8 thì ra âm gì? Âm 5 cộng 10 âm 15. Rất tốt, không sao cả. Không nhất thiết phải nhóm đầu với cuối. Chúc mừng bạn Trúc. 10 điểm đến Trúc. Làm cứ nhẹ nhàng tình cảm như thế là được. Không vấn đề gì. Bài tiếp theo. 17. Trừ đi âm 19. Trừ đi 25. Dòng đầu tiên cũng là dòng quan trọng nhất, em xử lý cái ngoặc nhé, xử lý cái ngoặc nào. À, đi nhỉ, xếp một cái đề bàn Huệ, mãi không nhớ được tên Huệ nhỉ. Chuyển hệ lên bàn một thì nhiều luôn. 17 cộng cộng 19 trừ 25. Ôi giời ơi, có đúng dòng này là quan trọng nhất thôi. Bây giờ thì dòng toàn cấp 1 chưa? Giờ thì các gì toàn cấp 1 nữa. 17 cộng 19 bằng 36 trừ 25. 36 trừ 25 bằng 11. Có mỗi dòng đầu tiên thôi. Còn đâu thì là dòng toán cấp 1 chưa? Đúng không? Đấy. Em nhớ kỹ hai bài thầy đánh dấu này. Đấy. Nhớ kỹ hai bài thầy đánh dấu nhé. Nào tiếp tục nào. Thầy chỉ cho một con khó khó xem các em tính như nào nhé. Bài cuối, đây bài. Không phải khó lắm đâu, chỉ là hơi khó thôi. 5 trừ 14 cộng 52 trừ 4 cộng 14 trừ 52 cộng 4. Nó hơi lòng vòng một tí. Đây, giờ ra đề. Cố gắng lựa chọn làm sao sắp xếp số lượng câu là nó vừa phải, không nhiều nhưng mà nó bao quát được chương trình. Bài này tính bình thường cũng được, nhưng mà tính làm sao để thể hiện cái sự thông minh. Thì sau đây thầy truyền cho các em một câu nói rất quen thuộc với các anh khóa, anh chị khóa trước này. Là đối với các bài có phép cộng và phép trừ, thì quy tắc là không có quy tắc gì hết. Rất nhiều người sẽ cho rằng là làm từ trái sang phải. Làm thế thì quá tầm thường. Nếu các em làm từ trái sang phải là chuẩn rồi, là đúng rồi. Nhưng làm như vậy thì quá tầm thường luôn.
Mà cách chúng ta làm là gì? Ta không cần quy tắc gì hết. Ta thích nhóm dấu nào với số nào cũng được. Thích nhóm cái nào với số nào cũng được. Chỉ cần nhớ là mang theo dấu của nó. Nào, giao nào. Này, rồi, thầy sẽ hướng dẫn các em cách làm này. Đầu tiên, con 5 cho đứng một mình, không có đồng đội. Con 5 đứng im, được chưa? Tiếp theo, thầy sẽ nhóm hẳn con 4 với con âm 14. Ai chẳng dân chơi. Nếu em nhóm 14 với 14 là sai ngay. Khi nhóm bất kỳ một con nào, em phải mang theo cả dấu của nó. Mang theo cả dấu của nó là sẽ không bao giờ sai nữa. Tức là chúng ta sẽ phá tất cả quy tắc Cái vị trí này dễ rồi. nha. Không. Con 14 này để im này, trừ 14 một cặp, được chưa? Đấy, 14 trừ 14 một cặp. Tiếp, cặp tiếp theo là gì đây? 52, nhớ phải trừ 52 nhá, đúng không? 52 trừ 5 gì? 52 một cặp. Rồi cặp nữa, 4 thế nào đây? Trừ 4, 4 trừ 4. Đấy, ghê chưa? 4 trừ 4. Thầy ơi, câu này em hơi dối. Đấy, nó có mà. Rồi, đây sẽ là 5 cộng mấy? 0 cộng 0 cộng 0 và đáp số bằng. Sáng chưa? Em ghi kết luận. Kết luận. Luận như sau, muốn nhóm hai số nào với nhau cũng được. Muốn nhóm số nào cũng được. Nhớ mang theo gì? Đúng rồi, nhớ mang theo dấu. Đấy, muốn nhóm số nào cũng được, nhớ mang theo dấu là được. Cái này là ngoài sách giáo khoa đấy nhá, được chưa? Rồi em có thể nghỉ nha. À, xin chào mọi người, Khoan 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 thầy ơi. chào bảo an tốt lắm, mưa này tiến bộ nha. Thầy ơi, Đây. em có cái câu 7 là em hơi dối chỗ này nhá. Là